Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc về công tác bầu cử tại tỉnh Ninh Bình. Cùng đi có đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, lãnh đạo cán bộ các cơ quan của Quốc hội và Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công an. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử của tỉnh. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, lãnh đạo bầu cử tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan. Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này. Sau khi Bộ Chính trị ban hành chỉ thị 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử cho các đại biểu là những người trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo cuộc bầu cử, thành viên ủy ban bầu cử các cấp và các sở ngành đoàn thể từ tỉnh đến xã. Trên cơ sở đó, các cấp các ngành đã tập trung triển khai công tác bầu cử theo đúng kế hoạch, lịch trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập hai ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 ở hai đơn vị bầu cử. Ủy ban Nhân dân các cấp đã thành lập 1.060 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ở 1.060 đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, đã giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, đảm bảo cơ cấu thành phần số lượng theo quy định. Theo đó, số đại biểu Quốc hội được bầu tại tỉnh Ninh Bình là 6 đại biểu, số người được giới thiệu ứng cử là 12. Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh, số đại biểu được bầu là 50, số người được giới thiệu ứng cử là 100. Đối với Hội đồng Nhân dân cấp huyện được bầu 260 đại biểu, có 521 người được giới thiệu ứng cử. Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu 3.424 đại biểu, có 6.912 người được giới thiệu ứng cử. Đến 17 giờ ngày 14 tháng 3, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử theo đúng quy định về thủ tục, thời gian. Trong quá trình triển khai công tác bầu cử, vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện tốt, quyết tâm không để xảy ra đột xuất bất ngờ, đảm bảo các điều kiện cho cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi. Công tác thông tin tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng, đồng bộ, toàn diện, cả tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan và qua các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định của pháp luật về bầu cử và các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử trong cử tri và nhân dân. Đoàn giám sát kiểm tra của Quốc hội ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cuộc bầu cử của tỉnh, đồng thời trao đổi làm rõ kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, cũng như sự cần thiết phải tăng cường tập huấn cho các thành viên phụ trách bầu cử, nâng cao trình độ, kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng xử lý những vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đại diện một số sở ngành và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã phát biểu làm rõ hơn công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn, trong đó tập trung vào việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tiếp nhận hồ sơ người tự ứng cử, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo đúng luật định, không để kẻ xấu lợi dụng. Về cơ cấu thành phần đại biểu ứng cử, tỉnh cũng đang có nhiều giải pháp để đạt tỷ lệ theo quy định của Trung ương, nhất là tỷ lệ về đại biểu nữ, đại biểu trẻ và tái cử. Tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm các ý kiến góp ý của đoàn giám sát, kiểm tra, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh khẳng định, tỉnh Ninh Bình đã và đang thực hiện các bước của quy trình cuộc bầu cử theo đúng luật định, đảm bảo an toàn dân chủ, đến nay chưa phát sinh vướng mắc nào. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch đảm bảo cho cuộc bầu cử, trong đó tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo, lập danh sách cử tri và đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ bầu cử, tăng cường tập huấn để công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, dân chủ, đúng quy định, đảm bảo ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Đỗ Bá Tị, Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn giám sát kiểm tra đã biểu dương kết quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ở tỉnh Ninh Bình. Đồng chí ghi nhận công tác này đã được tỉnh quan tâm lãnh đạo triển khai đồng bộ chặt chẽ, đạt hiệu quả cao. Đồng chí đề nghị những vấn đề cụ thể được trao đổi tại hội nghị này, Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ tiếp thu, triển khai sớm. Đồng thời, tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của Trung ương để triển khai cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình. Theo thời gian biểu, từ nay đến ngày bầu cử còn có tới 15 thủ tục, đề nghị tỉnh cần bám sát tiến trình để chủ động thực hiện, đảm bảo tiến độ và đạt kết quả cao. Quan tâm làm tốt khâu giải quyết khiếu nại tố cáo, hướng dẫn vận động bầu cử đúng pháp luật. Cấp ủy lãnh đạo các cấp cần tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử, tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng chống đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó cũng cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, động viên mọi cử tri nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử để lựa chọn bầu người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã cảm ơn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong đoàn giám sát, kiểm tra và kết luận của đồng chí trưởng đoàn để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát công tác bầu cử, chủ động dự kiến các tình huống phát sinh để chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh cũng sẽ tập trung cho công tác nhân sự, chú trọng đến cơ cấu đại biểu nữ, trẻ, tái cử theo đúng quy định của Trung ương. Thời gian tới sẽ chú trọng tập huấn cho các tổ chức phụ trách bầu cử, đảm bảo các bước được thực hiện đúng quy trình luật định. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan Trung ương để Ninh Bình tiếp tục lãnh đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.